Khi nhắc đến me thì thường thường là chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta sẽ ăn được trái me thôi đúng không? Thì không chỉ có cái trái me mà lá me cũng mang lại khá nhiều lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Nó có thể kiểm soát được bệnh tiểu đường, cải thiện sức khỏe răng miệng và điều hòa cái huyết áp của chúng ta rất là tốt nha. Đối với cái mùa hè nắng nóng ấy, khi mà chúng ta có cá đó, cá đồng hay là cá gì đó, chúng ta sẽ nấu canh với cái lá me thì ăn rất là ngon nha, rất là tuyệt vời. Và kênh thì xin chia sẻ một số cái lợi ích của lá me đối với sức khỏe con người chúng ta. Một là nó sẽ kiểm soát được cái bệnh tiểu đường nha. Cái lá me nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lượng đường huyết và làm tăng cái độ nhạy của insulin nha. Không chỉ vậy thì lá me nó còn giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường. Hai là lá me nó sẽ tăng tốc độ chữa lành vết thương. Cái lá me có đặc tính khử trùng và chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhờ đó thì lá me có thể tăng tốc độ chữa lành vết thương cũng như thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Ngoài ra thì chiết xuất lá me còn giúp ngăn ngừa cái sự xâm nhập của nấm và vi khuẩn. Ba là nó sẽ cải thiện về sức khỏe răng miệng. Cái lá me này này nó có công dụng cải thiện các vấn đề về răng miệng như là giảm hôi miệng, hỗ trợ điều trị đau răng và nhiệt miệng. Ngoài ra thì cái chiết xuất lá me còn có khả năng làm trắng răng và giảm sự hình thành của các mảng bám. Tiếp theo là lá me nó có thể điều hòa được huyết áp. Lá me có lợi trong việc làm giảm cholesterol xấu và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát. Thêm vào đó thì lá me còn giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như là xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim hay là đột quỵ. Tiếp theo là lá me sẽ làm chậm quá trình lão hóa. Lá me chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Thêm vào đó thì lá me còn chứa khá nhiều vitamin C nên nó sẽ có hiệu quả trong việc tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra thì lá me nó còn có tác dụng là giảm đau bụng kinh cho chị em phụ nữ nha. Sử dụng nước ép của lá me kết hợp với đu đủ và muối là một trong những cái cách đơn giản giúp giảm đau bụng kinh. Đồng thời, chiết xuất của lá me còn có công dụng điều hòa kinh nguyệt và tốt cho sức khỏe của phụ nữ. Và cái lá me này như các bạn đã nghe thì nó khá là nhiều tác dụng nha. Và nó có rất là nhiều cái món ăn được người ta nấu từ cái món lá me này. Và có một số cái món ăn kênh sẽ kể ra để cho mọi người cùng biết để chúng ta nấu ăn để bổ sung vào những cái bữa ăn hàng ngày cho nó ngon và nó khá là thú vị nha. Ví dụ như là chúng ta có thể là nấu đầu cá ba sa lá me hay là khế chua ấy. Cái lá me chúng ta chỉ lấy cái phần đọt non nha, đọt non thì nó sẽ dễ ăn hơn. Cái đầu cá ba sa này chúng ta sẽ chuẩn bị là rau quế này, khế chua, tỏi tiêu và chúng ta sẽ nấu nấu cái món này nha. Cái món này thì ăn khá là ngon. Hoặc là cái món canh chua lá me ếch nha. Ngoài ra thì còn có cái món mà canh chua cá diêu hồng, chúng ta nấu lá me cũng khá là ngon. Thêm một cái món là canh chua nấm bào ngư mà nấu lá me cũng rất là tuyệt vời luôn. Rất là nhiều món ăn ngon từ cái lá me là nó rất dễ kết hợp với những cái món mà nó có cái vị tanh như là cá này, ếch hoặc là tôm cua gì đó. Khi mà chúng ta sử dụng lá me non mà chúng ta nấu canh chua thì ăn khá là ngon nha các bạn.